Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5, tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí với người đồng cấp Philippines Fernando Marcos về việc thiết lập các phương thức hợp tác ba bên về an ninh với Nhật Bản. Theo các quan chức Philippines, hồi đầu năm nay, ý tưởng về các cuộc đàm phán an ninh có sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã được đưa ra thảo luận. Về phía Nhà Trắng, sau cuộc họp tại Washington vào hôm 1 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Philippines, ông Ferdinand Marcos, đã nhất trí cải thiện khả năng tương tác của các lực lượng song phương trên bộ, trên biển, trên không và trên mạng. Nhà Trắng cũng công bố kế hoạch chuyển giao 3 máy bay vận tải C-130 và tàu tuần tra cho Philippines. Theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh tại phòng bầu dục, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tìm kiếm sự hợp tác ba bên với Australia. Ngày 1 tháng 5 tại Jordan, Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã tổ chức một cuộc họp thảo luận cách thức bình thường hóa quan hệ với người đồng cấp Syria. Và đây được đánh giá là sự kiện mang tính bước ngoặt trong tiến trình tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria cuộc họp tại Jordan chính là cuộc họp đầu tiên giữa chính quyền Syria và một nhóm các nước Ả Rập kể từ khi các bên quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Syria trong Liên đoàn Ả Rập năm 2011. Jordan đã kêu gọi Syria tham gia với các quốc gia Ả Rập nhằm chấm dứt xung đột, giải quyết các vấn đề về người tị nạn, người bị tạm giữ, buôn lậu ma túy, vốn đang ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Theo Bộ Ngoại giao Jordan, trước khi các ngoại trưởng từ Syria, Ai Cập, Iraq, Ả Rập Xê Út và Jordan tiến hành hội đàm tại Amman, ngoại trưởng syri faisa medak đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp nước chủ nhà alman safadi trong cuộc gặp với người đồng cấp syri đại diện jordan và syri đã cùng thảo luận vấn đề tị nạn nguồn nước và an ninh biên giới trong đó có cuộc chiến chống buôn lậu ma túy tập đoàn xăng dầu quốc gia trung quốc sinopec đã bắt đầu khoan giếng dầu khí sâu nhất châu á tại khu tự trị tân cương phía tây bắc trung quốc dự án này được đánh giá là một ví dụ về vị trí hàng đầu của trung quốc trong công nghệ khoan giếng siêu sâu Giếng Dược Tiến 33 là một dự án dầu khí tự nhiên quan trọng thuộc dự án khoan cực sâu Deep Earth của Tập đoàn Xăng Dầu Quốc gia Sinopec của Trung Quốc. Giếng khoan sâu 9.472 m nằm ở lưu vực Tarim, ở rìa sa mạc Taklamakan, sa mạc lớn nhất Trung Quốc. Dự kiến sẽ mất 170 ngày khoan đến độ sâu thiết kế. Giếng Dược Tiến 33 là giếng siêu sâu, cao hơn cả đỉnh cao nhất của Everest. Lưu vực Tarim là một lưu vực dầu khí lớn ở Trung Quốc với môi trường khắc nghiệt và khoan rất tốn kém chi phí bởi các mỏ dầu khí ở đây thường nằm sâu hơn 7.300m với chữ lượng hàng chục tỷ tấn. Hơn 1 phần 3 tài nguyên dầu khí của Trung Quốc được phát hiện dưới lòng đất ở độ sâu 4.500m đến 10.000m, 10 một số thậm chí còn sâu hơn ngày 1 tháng 5, chính phủ Italia đã thông qua sắc lệnh lao động mới. Theo đó, thì một gói các biện pháp bao gồm cắt giảm thuế với người lao động thu nhập thấp hay là trợ cấp cho gia đình có người khuyết tật và trẻ vị thanh niên sẽ được áp dụng. Phát biểu sau khi chính phủ thông qua sắc lệnh lao động, Thủ tướng Italia bà Giorgia Meloni bày tỏ hài lòng với việc sắc lệnh được chính phủ thông qua đúng vào ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Với sắc lệnh mới này, chính phủ Italia sẽ giải phóng một khoản ngân sách khoảng 3,4 tỷ euro để phân bổ cho việc giảm thuế đối với người lao động có thu nhập hàng năm dưới 35.000 euro cũng như dành cho việc tăng lương từ nay tới cuối năm. Sắc lệnh lao động mới cũng sẽ cung cấp một gói các biện pháp bao gồm từ việc cắt giảm thuế đối với những người lao động có thu nhập thấp hay linh hoạt hơn trong việc áp dụng các hợp đồng lao động có thời hạn và trợ cấp hòa nhập cho gia đình có người khuyết tật và trẻ vị thành niên. Đức vừa chính thức áp dụng loại vé giao thông công cộng uh, cộng đồng uh, đồng giá trên cả nước và với mục đích là bảo vệ môi trường. Biện pháp này thì được kỳ vọng là cũng sẽ hỗ trợ người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát đang leo thang. Hiện khoảng 750.000 vé giao thông công cộng đồng giá đã được bán tại Đức không tính những người chuyển đổi vé hiện nay sang loại vé mới, với mức giá 49 euro cho phép người dùng lên xe buýt và đi tàu điện ngầm mà không giới hạn lần đi và nơi đến. Tuy nhiên, vé này không áp dụng cho dịch vụ đường sắt cao tốc đường dài. Các nhà hoạch định chính sách Đức gọi tấm vé này là một cuộc cách mạng với hy vọng sẽ mang đến cho người tiêu dùng một sự trợ giúp trong bối cảnh lạm phát leo thang, đồng thời khuyến khích người dân ủng hộ phương tiện công cộng để bảo vệ môi trường. Hiệp hội Công ty Giao thông Vận tải Đức dự báo 16 triệu trong tổng số 84 triệu người dân Nước sẽ muốn sở hữu tấm vé này, chính phủ liên bang với chính quyền các bang đã đạt thỏa thuận đồng đóng góp 1,5 tỷ euro để tài trợ cho chính sách này.